Ngày 31 tháng 1 đã diễn ra lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân, Công an xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Liệt sĩ Vi Văn Luân, sinh năm 1981, là người dân tộc Thái ở xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Tối ngày 6 tháng 2 năm 2021, Công an huyện Mường Lát vây bắt các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong quá trình này, nhóm tội phạm chống trả quyết liệt, làm thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh. Ngày 19 tháng 1 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định cấp bằng tổ quốc ghi công cho liệt sĩ công an nhân dân Vi Văn Luân. Tại buổi lễ, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền huyện Mường Lát đã trao quyết định và bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ Vi Văn Luân. Thưa quý vị, Ninh Bình hiện có gần 6.000 hộ nghèo và hơn 7.000 hộ cận nghèo. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ninh Bình trích gần 6 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vui xuân đón Tết. Mức hỗ trợ của tỉnh là 500.000 đồng một hộ nghèo và 400.000 đồng một hộ cận nghèo. ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình yêu cầu các sở ban ngành địa phương thực hiện tốt việc thăm hỏi tặng quà bảo đảm đúng đối tượng đầy đủ chế độ chính sách kịp thời theo quy định để mọi người dân đều có tết cùng với sự quan tâm của tỉnh với truyền thống tốt đẹp thương người như thể thương thân lá lành đùm lá rách của dân tộc từng địa phương đơn vị các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội hoạt động chăm lo tết cho các đối tượng nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn thiệt thòi cô đơn mồ côi cơ nhỡ trên địa bàn mình sinh sống phụ trách để mọi người mọi nhà đều được vui xuân đón tết đầm ấm hạnh phúc Nhân dịp này, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận 26.900 xuất quà của Chủ tịch nước với tổng kinh phí 8,1 tỷ đồng trao tặng người có công và người cao tuổi trên địa bàn. Năm 2023, do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, thị trường bị thu hẹp, kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp trong nước bị cắt, giảm đơn hàng, sụt giảm doanh thu và lợi nhuận. Điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất và đời sống của người lao động. Mới đây, thông tin về tình hình quan hệ lao động trong năm 2023 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2023, tiền lương bình quân của người lao động ước đạt 8,65 triệu đồng một tháng, tăng 5% so với năm 2022. Hơn 2.600 người lao động bị nợ lương tại 19 doanh nghiệp với tổng số 55,3 tỷ đồng tiền lương, Bình quân nợ 21 triệu đồng một người, trước Tết năm 2024 đã xảy ra 11 cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại 6 tỉnh thành phố, giảm 7 cuộc so với dịp Tết năm 2023. Về thưởng Tết, mức thưởng bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, thấp xỉ mức thưởng dịp Tết âm lịch năm 2023 là 6,86 triệu đồng một người. Cũng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước thềm Tết Giáp Thìn đã có gần 7,5 triệu lượt đoàn viên người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí là hơn 4.241 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa là gần 1.800 tỷ đồng, chiếm 42,44%. Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, các cấp công đoàn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền, phục vụ 248 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ban bộ ngành, thăm hỏi và tặng quà cho 32.200 lượt đoàn viên người lao động với kinh phí gần 39 tỷ đồng. Cùng với đó, các cấp công đoàn đã tổ chức 14.664 chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ, thu hút trên 3 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia. Hơn 1,8 triệu lượt đoàn viên người lao động được tặng quà tại chương trình, tổng số tiền gần 1.022 tỷ đồng. Ngoài ra còn có chương trình trợ Tết Công đoàn năm 2024, thu hút khoảng 390.000 lượt đoàn viên và người lao động tham gia, với kinh phí ước tính trên 120 tỷ đồng. Chương trình hành trình Tết Công đoàn xuân 2024 tổ chức tặng vé tàu, vé xe, vé máy bay, hỗ trợ phương tiện đưa đón đoàn viên và người lao động về quê đón Tết và quay lại làm việc sau Tết với tổng giá trị 114 tỷ đồng. Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng, kết hợp vận động trong phát triển thể chất cho học sinh, Ngày 31 tháng 1, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế phối hợp cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học vai trò của dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động cho học sinh tiểu học. Với mục tiêu tăng cường công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng cho trẻ em và học sinh tuổi học đường, chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, tại Hội thảo, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nestle Việt Nam đã công bố thỏa thuận hợp tác, truyền thông nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng hợp lý và tăng cường lối sống năng động, tăng cường trao đổi khoa học, hợp tác nghiên cứu khoa học và can thiệp dinh dưỡng cộng đồng giai đoạn 2023-2025. Trong thời gian tới, Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác, tăng cường các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng hợp lý và lối sống năng động, lành mạnh trên nền tảng khoa học, đồng thời cùng với các bên liên quan góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 1, đoàn khách du lịch đầu tiên tham gia tuyến vận tải hành khách không định kỳ xuyên biên giới Việt Nam Trung Quốc trong năm 2024 đã nhập cảnh vào Việt Nam sau thời gian dài gián đoạn. Đoàn khách đầu tiên nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai gồm 15 người, dự kiến đoàn sẽ tham gia tour tham quan tại thành phố Lào Cai và thị xã Sapa với thời gian 3 ngày 2 đêm. Đây là đoàn khách du lịch đầu tiên tham gia tuyến vận tải hành khách không định kỳ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sự kiện này là một trong những hoạt động cụ thể hóa các nội dung ký kết về hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Du lịch Lào Cai Việt Nam và Châu Hồng Hà Trung Quốc và các nội dung thỏa thuận thống nhất tại buổi gặp gỡ giao lưu trao đổi giữa các doanh nghiệp lữ hành hai tỉnh Lào Cai Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc. Năm 2024, Lào Cai đặt mục tiêu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách với khoảng 800.000 lượt khách quốc tế, trong đó khách du lịch Trung Quốc chiếm khoảng 45 đến 50%. Số liệu thống kê chưa đầy đủ của Tổng cục Thuế cho thấy, năm 2023, số thuế thu từ thương mại điện tử bao gồm cả trong và ngoài nước là 8.632,5 tỷ đồng. Điều này cho thấy nhiều giải pháp quản lý thuế với thương mại điện tử đang phát huy được hiệu quả, đặc biệt là đối với các cá nhân bán hàng qua các trang mạng xã hội. Sau một năm, buộc các sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin, năm 2023, đã có 357 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế, từ đó, số thuế kê khai của các doanh nghiệp và cá nhân có hoạt động thương mại điện tử cũng tăng. Tính đến hết tháng 10 năm 2023, đã có khoảng trên 536 tỷ đồng được nộp vào ngân sách. Đại diện Tổng cục Thuế cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công Thương để hướng dẫn các sàn thương mại điện tử tiếp tục cung cấp đầy đủ các dữ liệu về người bán một cách chính xác để có đủ cơ sở thu thuế, nhất là trên các mạng xã hội năm 2023, thu thuế từ các nhà cung cấp nước ngoài cũng ngày càng khởi sắc với trên 8.000 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang giả soát dữ liệu lớn để tiếp tục quản lý chặt chẽ loại hình thuế này. Thưa quý vị, giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2024 đạt gần 3.000 đô la Mỹ một tấn, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2023 và cao nhất trong vòng 30 năm qua điều này là do nguồn cung ứng cà phê từ châu á bị gián đoạn khiến cho lo ngại thiếu hụt nguồn cung trên thị trường thế giới gia tăng đẩy giá cà phê lên cao Giá cà phê xuất khẩu bình quân tháng 1 năm 2024 tăng trở lại, đạt 2.955 đô la Mỹ một tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều nông dân kỳ vọng giá cà phê sẽ tiếp tục tăng lên mức 80.000 đồng một kg. Nhờ tính toán chi phí đầu tư vào vườn cà phê một cách hợp lý, cùng với quá trình thu hái bảo đảm, nên năm nay nhiều hộ trồng cà phê thu lãi lớn. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành thủ tục khởi công các dự án giao thông trọng điểm và nâng cấp nhiều quốc lộ. Đồng thời bộ sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải sẽ nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và hoàn thành thủ tục khởi công 19 dự án giao thông trọng điểm. Trong số này có 3 dự án cao tốc do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ quản, gồm các đoạn cao tốc Dầu Dây, Tân Phú, Chợ Mới, Bắc Cạn và Lộ Tẻ, Rạch Sỏi. Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa vào khai thác 23 dự án, trong đó có hai dự án thành phần Diễn Châu Bãi Vọt và Cam Lâm Vĩnh Hảo thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1. Trong năm 2024, Bộ Giao thông Vận tải sẽ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Biên Hòa, Vũng Tàu, Long Thành, Thủ Thiêm, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, mục tiêu phải hoàn thành là đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc, một số cảng hàng không và công trình giao thông trọng yếu. Festival hoa cảnh Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 đã khép lại. Chỉ trong 7 ngày, sự kiện đã đón hơn 245.000 lượt khách tham quan, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 98 tỷ đồng. Sự kiện không chỉ mang lại kết quả ngoài mong đợi là cú hích cho ngành du lịch Đồng Tháp mà còn tạo ra nhiều cơ hội cho bà con làng hoa được kết nối giao thương mua bán hoa cảnh ở một vị thế mới hơn. Trên những cánh đồng hoa những ngày này bà con nông dân làng hoa Sa Đéc vẫn đang rơm rã truyền tay nhau về những thành công của festival. Ai ai cũng cảm thấy vui tươi và phấn khởi khi những ngày qua lượng du khách liên tục đổ về làng hoa tham quan, mua bán hoa kiển lâu lắm mới có cái lễ hội phát là dân ở đây người ta ủng hộ đồng tình mà người ta mừng lắm luôn á người ta rất là phấn khởi luôn á anh thử ra ở đây là người ta náo nước người ta trồng luôn đó không phải là riêng cái gia đình của tụi tôi không đâu mà ai cũng vậy hết trơn á người ta náo nước lắm không chỉ bán cho du khách trong dịp festival, mà qua sự kiện bà con làng hoa đã nhận đặt hàng tổng số hơn 206.000 giỏ hoa các loại để phục vụ cho việc trưng bày. Trước đây trồng thì ai cũng nói chung cũng lo ngại cái đầu ra. Khi mà nhận được cái festival này, cái kế hoạch của thành phố tổ chức thì mấy anh em cũng trồng một số lượng nói chung so với mọi năm là tăng gấp cỡ 5 lần. À, trên tinh thần mấy anh em cũng phấn khởi mặc dầu trước đó thì nó rất là ngổn ngang nhưng mà đến cái ngày mà để mà khai mạc á, thì nói chung là đã hoàn tất và phải nói là cái cảm nhận của chị rất là nói chung nói chung là rất là cảm động trước cái trước một cái lễ hội lần đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được diễn ra trong một cái bầu không khí rất là tốt đẹp và rất là thành công những năm gần đây diện tích trồng hoa thành phố Sa Đéc liên tục tăng đến nay có hơn 1.000 hecta và trên 2.000 loài hoa kiển các loại. Với tiềm năng này, Đồng Tháp đã định hướng phát triển sa đéc trở thành một thành phố hoa của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là thành phố lễ hội như lễ hội hòa bình, lễ hội độc lập, lễ hội hoa xuân. Và dự kiến Festival Hoa Kiển sẽ được tỉnh tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Bây giờ sẽ là phần tin quốc tế. Một tòa án của Pakistan đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu thủ tướng Imran Khan và vợ của ông với tội danh nhận và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép. Ngày 31 tháng 1, một tòa án của Pakistan đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu thủ tướng Imran Khan và vợ của ông với tội danh nhận và bán các quà tặng nhà nước một cách trái phép. Trong thông báo đảng PTI của ông Imran Khan cho biết, tòa án phán quyết cấm ông Imran Khan và vợ nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng 10 năm. Phán quyết đồng thời yêu cầu mỗi người nộp phạt 787 triệu Rupee tương đương 2,8 triệu đô la Mỹ. Trước đó ngày 30 tháng 1, ông Khan bị tòa án kết án 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Ông Khan là thủ tướng Pakistan từ năm 2018 đến năm 2020, trước khi từ chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội. Ông Khan bị bắt giam từ tháng 8 năm 2023 và bị cáo buộc hàng loạt tội danh. Dự án đường cao tốc Phnom Penh Xiêm riệp-Poipet dài 420 km đang được chính phủ Campuchia lên kế hoạch xây dựng để kết nối với Thái Lan. Việc Campuchia lên kế hoạch xây dựng đường cao tốc kết nối với Thái Lan được triển khai sau khi quốc gia này khởi công đường cao tốc kết nối thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam. Campuchia đang triển khai dự án nghiên cứu đường cao tốc từ Phnom Penh, Siem Reap, thành phố Poipet, giáp biên giới Thái Lan, dài 420 km. Đây là đường cao tốc thứ ba tại Campuchia sau khi quốc gia này đưa vào sử dụng đường cao tốc Phnom Penh, thành phố biển Prisianuk và đang thi công đường cao tốc từ thủ đô Phnom Penh kết nối với cửa khẩu Mộc Bài của Việt Nam. Tuyến cao tốc chưa làm hai giai đoạn: giai đoạn một từ Phnom Penh đến Siem Reap; giai đoạn hai từ Siem Reap đến thành phố Poipet giáp với tỉnh Saket của Thái Lan. Đây là cửa ngõ thương mại và du lịch chính rất nhộn nhịp giữa Campuchia và Thái Lan. Kinh phí xây dựng dự kiến lên đến khoảng 6 tỷ đô la Mỹ và khả năng sẽ do tập đoàn cầu đường Trung Quốc đầu tư xây dựng theo hình thức BOT trong khoảng thời gian 50 năm. Ngày 31 tháng 1, chính phủ Pháp thông báo đã cắt giảm số lượng khán giả tham dự lễ khai mạc Thế vận hội Paris trong bối cảnh có những thách thức về an ninh và khó khăn về tổ chức khác. Lễ diễu hành khai mạc truyền thống của các đoàn thể thao Olympic dự kiến sẽ diễn ra trên thuyền trên sông Sen vào ngày 26 tháng 7. Đây sẽ là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức bên ngoài sân vận động Điền Kinh chính. Sau nhiều tháng suy đoán về quy mô đám đông được phép xem đội tàu, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Jordan Damanin cho biết khoảng 300.000 khán giả có vé sẽ tham dự. 100.000 vé của những vị trí thuận lợi nhất cho lễ khai mạc ở bờ hạ lưu sông Sen đã được bán, trong khi 200.000 vé khác cho khách vào khu vực sát bờ sông Sen. Các nhà tổ chức đã thúc đẩy số lượng khán giả càng lớn càng tốt để thực hiện tham vọng của họ về một thế vận hội dành cho mọi người, giúp thế vận hội có thể tiếp cận được với số lượng người hâm mộ pháp tối đa. Thưa quý vị, Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết với tiêu đề Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại dân tộc Việt Nam anh hùng khích lệ cổ vũ động viên toàn Đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Báo Nhân dân số ra ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết mời quý vị và các bạn đón đọc. Chuyển sang thông tin trên báo tuổi trẻ. Thưa quý vị, chuyến xe mùa xuân dịp Tết hơn 10 năm qua là minh chứng rõ nét nghĩa tình của thành phố Hồ Chí Minh. Đó còn là khả năng dân vận khéo của người tổ chức khi không chỉ doanh nghiệp, đơn vị mà còn có nhiều người dân thành phố cùng chung tay tặng vé cho sinh viên và người lao động nghèo xa quê. Theo thống kê, có 2.200 sinh viên, người lao động xa quê đã rời thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 31 tháng 1 trên chuyến xe mùa xuân ấy, chờ giây phút xung vầy trọn vẹn cùng người thân đón Tết nơi quê nhà. Mong rằng giá trị về sự sẻ chia của người dân Việt Nam sẽ luôn được cùng nuôi dưỡng, phát triển trong tương lai. Mỗi sinh viên, người lao động sẽ là hạt nhân gắn kết, sẻ chia và tạo nên những câu chuyện đẹp, mang ý nghĩa nhân văn. Báo kinh tế và đô thị dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống tính tới cuối tháng 7 năm 2023 là 3,56%, gấp đôi năm 2020. Tình hình nợ xấu của các ngân hàng là đáng lo. Trong khi phải đối mặt với nguy cơ nợ xấu tăng, các tổ chức tín dụng còn phải lo lắng thêm về hành lang pháp lý đối với việc xử lý nợ xấu mà sắp tới sẽ có nhiều khoảng trống khi mà nghị quyết 42 đã hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, trong khi luật các tổ chức tín dụng chưa được Quốc hội thông qua. Vì vậy các ngân hàng đang mong chờ khuôn khổ pháp lý liên quan đến cơ cấu lại tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu sớm hoàn thiện để việc xử lý nợ xấu dễ dàng hơn. Theo ghi nhận trên báo Lao động, xâm nhập mặn đã vào sâu khoảng 40 km, nông dân ở dưới hạ nguồn sông Tiền đã tích trữ nước đối phó với thực trạng trên để bảo vệ vườn cây ăn trái. Đối với vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm ven biển các tỉnh ven biển như là Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang, dự báo mặn vào sâu 45 đến 65 km để chủ động ứng phó với đỉnh mặn tháng 2, khoảng từ ngày mùng 9 đến ngày 13 tháng 2 năm 2024 thì các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt, bảo đảm sản xuất, tăng cường giám sát mặn và cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên. Thưa quý vị, trái cây tươi ngon Hoa kiểng rực rỡ sắc màu tại thành phố Hồ Chí Minh đã tấp nập đổ về phục vụ mùa mua sắm cao điểm Tết Nguyên đán. Càng gần Tết Nguyên đán thì sức mua càng khởi sắc. Tuy vậy theo ghi nhận trên báo Sài Gòn Giải Phóng đã bắt đầu có hiện tượng tăng giá tại một số chợ bán lẻ. Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở cam kết phối hợp cùng với các lực lượng liên ngành chức năng các quận, huyện thành phố thủ đức theo dõi sát diễn biến giá cả, thực hiện nghiêm quy định niêm yết giá, bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá gây mất cân đối cung cầu. Theo thông tin trên báo đại đoàn kết, trong số gần 100 trường đại học của cả nước công bố thông tin tuyển sinh, đến nay có hơn 10 trường dự kiến sẽ mở mới ngành thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn hoặc có tên tương đương. Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất chip và linh kiện bán dẫn. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ngành công nghiệp bán dẫn trong đó có thiết kế vi mạch cần 10.000 kỹ sư mỗi năm nhưng nhân lực hiện tại chỉ đáp ứng dưới 20%. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có hơn 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn, trong đó lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao những nội dung vừa rồi của tiểu mục điểm báo cũng đã khép lại chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết trong ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, lúc này hầu khắp các tỉnh thành phố thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ đang duy trì tình trạng mây nhiều, có sương mù dày đặc. Trong đó ở khu vực ven biển phía Đông, vùng đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, ngoài tình trạng mây nhiều, sương mù còn có cả những cơn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Hiện tại ngoài trời ở toàn Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến cao trên 15 độ. Vùng đông Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ trên 17 độ. Trong ngày hôm nay, thì đới gió Đông Nam vẫn chỉ hoạt động chính ở khu vực ven biển và vùng đồng bằng, duy trì tình trạng mây nhiều, nhưng mưa thì cũng chỉ xảy ra trong nốt sáng nay. Trưa và chiều trời khô ráo, nhiệt độ tăng lên mức từ 20 đến 23 độ. Với các tỉnh, thành phố từ Cao Bằng, Bắc Cạn trở sang đến Hà Giang, Yên Bái, Phú Thọ, trưa và chiều trời nắng, nhiệt độ ngày tăng lên mức 23 đến 26 độ gió ẩm do khí lạnh suy yếu cũng tác động đến các tỉnh thành phía bắc của miền trung mang đến sương mù cho một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế thậm chí một số nơi ven biển sương mù dày đặc khiến cho tầm nhìn giảm thấp riêng ở thanh hóa và nghệ an lúc này còn có cả mưa nhỏ song tình trạng mưa ẩm ở Thanh Hóa và Nghệ An sẽ không kéo dài lâu. Dự báo đến gần trưa thì mưa sẽ giảm, trời chuyển tạnh giáo. Nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng từ 22 đến 23 độ trong buổi trưa và chiều. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, buổi sáng có sương mù, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ chiều nay giao động từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì mỏng mây, trời có nắng ngay từ sáng, nhiệt độ giao động từ 28 đến 31 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, lúc này thì cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều đã ngập tràn nắng. Báo hiệu hôm nay cũng sẽ là một ngày nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên vẫn ở ngưỡng cao từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ, miền Đông, nhiệt độ giao động từ 34 đến 35 độ. Miền Tây là từ 33 đến 34 độ. Trên biển, gió đông nam tiếp tục gây ra hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ ở vịnh Bắc Bộ trong khoảng sáng và đêm làm cho tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa, gió đông bắc đến đông ở mức cấp 3 đến cấp 4, trong khi đó ở khu vực huyện đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5 và không bùng biển nào còn xảy ra tình trạng biển động. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.